Xin mến chào cô chú anh chị nha. Hiện tại đó vậy Nhã đang có mặt ở Tòa Thánh Tây Ninh ha. Vào những ngày diễn ra đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8. Đó, vậy cùng nhìn xem nè, cái không khí xung quanh đây ha. Không khí xung quanh đây. Wow. Ở đây thì có trường Mạc Đĩnh Chi. Đó, thì Nhã muốn đi từ cái vị trí này vậy để cho cô chú anh chị dễ mường tượng, cũng như là có thể nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, cái lúc mà ở Tây Ninh ha, mỗi năm có cái lễ rằm tháng 8 thì không khí mỗi ngày ở trong Tòa Thánh Tây Ninh phải nói là mỗi ngày mỗi thêm vui, mỗi ngày mỗi có những cái hoạt động mới. Thì ngày hôm nay ha, mời cô chú anh chị cùng đi với Nhã. Đi lấy có múa rồng nhang kìa. Vậy phải không? Fan á, fan của Nhã, fan hâm mộ. Đó bên đó có trường Mạc Đĩnh Chi đó vậy. Vô trong đó, vô trong đó để xe đi chút coi. Đó, trường Mạc Đĩnh Chi đó vậy. Rồi cái hướng đây là hướng Lợi Khách Đình, cái hướng đi lại trường Trung học cấp 2 Tự Trọng. Đó, vì xem là cái không khí, không khí chuẩn bị ha cho cái lễ hội yến năm nay. Đó, nhìn thấy là có đông khán giả, đông khán giả họ xem, đó, xem cái lễ hội này. Đó, vậy thấy không? Đi cái đường này ha, cái đường này. Đó, qua đường cái đi. Ok. Đó, khung cảnh ở Tòa Thánh Tây Ninh. Đó, vậy thấy vui không? Có không khí rồi ha. Hôm nay chỉ là diễn tập thôi vậy. Diễn tập thôi. Đó, mà có nhiều cô chú anh chị biết được cái diễn tập này và chở con cái mình đến đây đi xem ha. Đó, xem cho vui. Đó, Tây Ninh mùa lễ hội. Đấy nè, nhìn qua. Đó, Nhà Thiền Bát Nhã Tòa Thánh Tây Ninh là cái nơi diễn tập ha. Nói xung quanh đây giờ nó nhìn thấy là vài trăm người đó, vài trăm người ha, đang chờ để mà tập. Chút xíu là có chút xíu là có phun lửa này nọ ha, rồng phun lửa rất là vui luôn. Đó, vậy thấy không? Mấy em này nọ, coi như nè, đó, đây chút xíu coi nè, vui ha. Khách Đình năm 1927, 1927 có rất là lâu luôn. Chiều chiều mấy em nhỏ, đó, ba mẹ đi học trở về ha, thì kêu ghé ở đây để mà xem cái lễ này. Đó, bây giờ Nhã sẽ đi dài dài qua bên kia ha, dài qua bên kia. Đó, ở trong đây nghe nói là có Tứ Linh, Long Lân Quy Phụng và em rồng phun lửa. Đó, dài 36 m. Vậy xem nè, đó, chở con cái này nọ được ngang ha. Đó, rồi giờ Nhã sẽ vô trong đây. Ồ, mấy em nhỏ, đó, cái cảnh này chắc là cô chú anh chị sẽ nhớ ha, những cái kỷ niệm ngày xưa. Đó, lúc mấy năm trước thì chở con cái mình đi đây xem ha, múa rồng nhang. Hả? Hôm nay là mới tập à, nhưng mà chút xíu đem ra. Đem ra tập đây luôn hả chứ? Ờ, đúng rồi. Nè chút xíu nè, chuẩn bị. Đó, vậy không? Rất là đông luôn. Mấy trăm người ha. Đó, mấy trăm người luôn ha. Đó, vậy thấy không? Nhà Thiền Bát Nhã coi nè, Tứ Linh, Long Lân Quy Phụng. Quen hâm mộ, quen hâm mộ. Đó, Long Lân Quy Phụng. Ở đây hình như là Tứ Linh nó phải là 4 con, Long Lân Quy Phụng ha, nhưng mà ở đây hình như có hai loại ha. Đó, một cái là quy nè, quy lận rùa, quy lận rùa ở đây. Đó, vậy thấy không? Con rùa ha, mấy bé nhỏ cũng tò mò. Giỡn với mấy rùa, cái đầu rùa. Ủa là cũng dễ thương ha. Cái này kênh nào mới biết về ta bấm lên coi thôi. Dạ, Dương Đức Nhã. Dương Đức Nhã hả? Dạ. Anh lên gõ cái là ra, gõ Tòa Thánh Tây Ninh cũng ra nữa. Dạ. Long Lân Quy Phụng, đây là con quy. Đó, một cái con quy ở đây, một rùa ở đây, với một con ở bên đây nữa. Ủa tất cả là mấy con em? 4 con hả? Long Lân Quy Phụng mới đủ đúng không? Mà ở đây hình như là có quy với lại là phụng, còn long lân, con kỳ lân, con long là rồng hả? À, đúng rồi, rồng. Còn cái gì thấy tâm tạng rồi tài thiên này nó là ở đâu nữa? Sở mỹ thực hết đâu? À, là cái ở bên kia lo cái đó phải không? Ừ, bên kia lo cái gì cổ tiên với lại là tâm tạng tài thiên này nọ hả? Ừ. Còn đây là phụng với lại là quy thôi. Đó. Cô xem cái gì múa rồng nhang bao nhiêu năm rồi? 5 năm là thấy có rồi. Dạ. Yeah. Không mà cô xem từ hồi trẻ chắc giờ mấy chục năm quá đúng không? Dạ. Đó vậy thấy không? Không khí ở trong đây ha. Rất là đông vui. Để Nhã quay cái con phụng ở vị xem. Đó. Ồ giờ các chú chui vô nè các bạn. Qua con gái. Nó chú chui vô. Long Lân Quy Phụng ha. Wow. Chú chui vô. Chỉnh sửa cái gì đó. Đó vậy thấy không? Coi vậy chứ nó nặng lắm quý vị. Nó thử coi bốn cái chân của nó. Bốn cái chân của nó có hoạt động hoàn hảo không? Đó. Trong đây ha. Long Lân Quy Phụng. Đây là con chim phụng. Đó, chim phụng chứ không phải gà nha quý vị. Đây con chim phụng đây nè. Long Lân Quy Phụng. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Đó, chỉ là cảnh diễn tập thôi mà nó hoành tráng, nó vui vậy đó. Đó, chim phụng đây. Chim phụng đây. Vợ con gái là nhất á. Trai không bằng đâu. Đó, chim phụng đó các bạn. Long Lân Quy Phụng ha. Đó, đuôi nữa nè. Rất là đẹp luôn. Chim phụng chứ không phải con gà. Cái đuôi nữa nè. Cái đuôi nó có cái màu đỏ đây, màu vàng, màu xanh ha. Rất là đẹp luôn. Nó ban đêm đó vậy nó còn đẹp hơn nữa. Khi mà đi diễu hành nó là cực kỳ luôn á. Đó vậy thấy không? Đông ha. Không khí xem cái cảnh diễn tập múa rồng nhang ở Tòa Thánh Tây Ninh. Đó. Trước cái chỗ gọi là Nhà Thiền Bát Nhã. Đó. Trước Nhà Thiền Bát Nhã Tây Ninh. Thì Bát Nhã Tây Ninh ha. Hồi năm ngoái đó vậy, hồi năm ngoái là con rồng dài 36 m để bên đây nè, để bên cái nhà bên đây ha. Đó, nhưng mà năm nay đổi rồi. Đó, năm ngoái lận rồng để bên đây. Đó, giờ đổi qua bên kia rồi. Đó, xe cộ của mấy anh mấy chú diễn tập phải đông mấy trăm người ha, nên là giống như là salon vậy đó, salon xe. Đó. Bên kia là cấp đình. Rồi giờ Nhã sẽ đi ra ngoài đây để đến chỗ của các em rồng. Wow, con khí hả? 15, 16 thôi. Điện thoại với lại đi. Dạ dạ các bạn. Dạ. Đó, khán giả. Rồi đó. Đi xem. Múa rồng nhang Tòa Thánh Tây Ninh. Vào những ngày này ha, rất là vui. Oh, em rồng chứ bị ra nè. Wow. Em rồng chuẩn bị ra ha. Đông lắm quý vị ơi. Đồng lắm mới khiêng ra nổi. cảnh này nè. Có lửa luôn nè. Đó, rồng phun lửa. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha.